nghệ sĩ Quang Minh u 70 vẫn quá trẻ, phong độ đẹp đôi với bạn gái 28 tuổi nóng bỏng. Vì quá trẻ so với tuổi 65 nên Quang Minh không hề trên lệch khi đứng cạnh bạn gái kém 37 tuổi. Mới đây nghệ sĩ Quang Minh xác nhận vừa lên chức cha lần thứ ba ở tuổi 65. Cùng với trong dịp này, nam nghệ sĩ công hai bạn gái có tên Tăng Khánh Chi. Cặp đôi ở bên nhau sau hơn một năm và đã ra mắt gia đình hai bên. Nhưng không tổ chức đám cưới, cách đây vài ngày họ chào đón con trai từ một bệnh viện phụ sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn gái của Quang Minh sở hữu nhanh sắc xinh đẹp, phóc sáng nóng bỏng tuy trên lệch đến 37 tuổi. Nhưng cả hai được khi là đẹp đôi, trong hôn hề cọc cạch khi đứng cạnh nhau. Nguyên do là bởi vì dù đã ở tuổi U70 nhưng Quang Minh vẫn trẻ đẹp. Phong độ đáng kinh ngạc, nhiều netizen nhận xét diện nào của anh chỉ như 40-50 tuổi thậm chí khi chụp hình cùng những tài tử kém hơn mình nhiều tuổi như đàn Trường 48 tuổi Bình Minh 43 tuổi nam nghệ sĩ cũng không hề thua kém về phong đồ trẻ trung theo công minh anh chăm chút sắc vóc da dẻ há kỹ lưỡng nên giữ được dung nhàn buổi tối anh thực hiện đủ các bước chăm sóc da từ tẩy trang sửa rửa mặt dùng serum dưỡng da Tôi là đàn ông con trai như tôi há kỹ trong những vấn đề về da rẻ bởi vậy mà người ta mới đồn đoán về giới tính của tôi. Ngoài dự dáng tôi kiên trì tập luyện thể thao đặc biệt là bơi lội. Mỗi ngày tôi dành 45 phút để tập gym, 20 phút để bơi. Nam nghệ sĩ chia sẻ, ngoài ra con Minh còn có khu ăn mặc trẻ như thanh niên và luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không vướng nhiều suy nghĩ. Anh hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống ở tuổi 65, bây giờ tôi chỉ cần được bình in bên con trai của mình. Đến lúc tôi cần phải sống cho mình rồi, anh bộc bạch. Quang Minh và Hồng Đào từng là cặp đôi được nhiều khán giả vô cùng yêu mến trong showbiz Việt, nhưng cả hai chính thức đường ai nấy đi vào năm 2019 khiến cho ai cũng vô cùng tiếc nuối. Sau 5 năm ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn ủng hộ đối phương. Sau chia tay, Hồng Đào sinh sống cùng hai con tại Mỹ con nghệ sĩ Quang Minh ở Việt Nam làm việc trong lần chia tay gần đây. Trong lần chia sẻ gần đây, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn chưa thể vực dậy sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với vợ cũ. Thế nhưng mới đây Quang Minh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đăng tải hình ảnh thân mật với chơi trẻ cho hóa sàn khiến dân tình không khỏi xôn xao. sau đó nam diễn viên tâm sự, ngay hôm qua mình đăng tải tấm hình này và story chơi thôi. Vì mà có hơn 23.000 người vào xem, có những người bạn của Quang Minh nhắn tình, Thôi nha đừng nghe anh, có người thì nhắn chơi lớn luôn anh rồi vân vân Vậy các bạn nghĩ sao về tấm hình này? Nên diễn viên Quang Minh nhiều lần vướng vào tin đồn giới tính đối diện với những thắc mắc của anh giả, anh từng có lời chia sẻ thẳng thắn. Câu hỏi này tôi nhận được rất nhiều, kể cả ngày xưa có hồng đào ngồi kế bên. Tôi... Kể cả ngày xưa có hồng đào ngồi kế bên. Khi hắn giả vẫn hỏi tôi có phải gây không, tôi xin trả lời thẳng thắn, tôi không gây, tôi thẳng 100%. Những bạn gay của tôi rất nhiều và tôi rất hiểu tâm trạng của những người bạn đó. Tôi không biết thế nào nhưng tôi thích ăn gìn, tôi thích mỗi tối sức kèm, tôi thích dưỡng da mặt. Mỗi lần nhìn thấy mặt khéo tôi buồn cả ngày, mỗi lần thấy mình tươi tôi vui cả ngày. Tôi thích shopping mỗi lần mua sắm. Tôi thích shopping mỗi lần đi shopping là đào ngồi trông con, còn tôi cầm giỏ đi shopping. Về phía Hồng Đào, cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ bình yên bên hai con. Có thể thấy Hồng Đào ngày càng nhuần sắc, chỉ chung và tràn đầy sức sống. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ thường xuyên đi chơi cùng hai ái nữ. Vợ của Quang Minh cũng rất tự hào. Khi hai con Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu đều trưởng thành xinh đẹp và rõ ràng. Em chỗ dừa tinh thần vững chắc cho mẹ. Quyết định rời xa khi 24 năm chung sống không phải là điều dễ dàng. Đến nay Quang Minh Hồng Đào đã có cuộc sống riêng lấy lại được sự ổn định trong công việc. Dù nhiều tổn thương nhưng cả hai vẫn mạnh mẽ tôn trọng quyết định rời xa nhau vì có những vết thương không thể hành gắn. Họ luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp thay vì vẫn chung sống đối diện với tranh cãi mâu thuẫn.